rất cao. Hơi vướng rồi. Rơi rồi. Xin chào anh em nhé, lại là kênh YouTube Máy Nông Nghiệp Hải Sơn đây. Hôm nay là một cái video khá là thú vị. Đấy chính là bọn em bàn giao một chiếc máy 4018 về trung tâm xã Mường Do. Tuy nhiên cái này có một điều đặc biệt là chiếc máy này là được sự lựa chọn của công ty Thái Dương, rồi đầu Thái Dương, dược liệu Thái Dương ấy, mua về để sản xuất dược liệu ở khu trên này anh em ạ, khu Sơn La, bản Mường Do khu Sơn La. Đấy. Thì khá là vất vả bọn em mới đưa máy lên được đây. Anh em thấy dốc cao rất là cao luôn. Đây là anh lái máy. Thì thật sự ra là máy này thì không phải là hiếm. Đây một chiếc một ML4018VN mới tinh. Máy này không phải là hiếm. Tuy nhiên là Hải Sơn đã rất may mắn được công ty Thái Dương lựa chọn làm đối tác để phát triển cho công ty. Đấy. Thì đây là anh trưởng bản. Hiện tại thì bọn em bàn giao máy cho anh trưởng bản bởi vì là công ty vẫn chưa có người ở lên đây để bàn giao máy. Thì tạm thời bọn em bàn giao cho trưởng bản á. Leo dốc mệt lắm anh em ạ, thật sự. Dốc lắm anh em ạ. Gần như là dốc đi đứng luôn này. Vừa mới dậm phải cái gai anh em. Đây anh em, dốc đứng luôn mà. Đấy. Hình như là công ty Thái Dương sẽ sản xuất thực liệu ở trên này. Cao lắm anh em ạ. Đây, em quay lại cho các bác nhìn này. Dốc đứng treo leo về quá anh em ơi. Thật sự luôn. Bây giờ bọn em không dám đi nhanh. Bởi vì chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi thì một sơ suất nhỏ thôi nó xảy ra rất nhiều vấn đề xảy ra ở đây. Bởi vì bọn em cũng không quen cái đường này nữa. Thật sự dốc đứng lắm anh em ạ. Đấy, em sẽ đi xuống đây, em sẽ chạy bộ lên trên đỉnh dốc cho anh em xem. Bọn em là bắt đầu xuất phát từ 11 giờ tối qua. À đâu, 1 giờ tối qua là bắt đầu xuất phát. 1 giờ tối qua là xuất phát lên đây là 6 giờ rưỡi 7 giờ. Các bạn cũng nghỉ ngơi một lát. Bây giờ là 10 rưỡi rồi. Bắt đầu vận chuyển lên máy lên khu vực công ty Thái Dương sản xuất vật liệu để thử máy. Thì đằng dưới đằng sau thì có anh trưởng bản nhân tiện luôn là quay cho anh em luôn cái cảnh ấy. Người dân người ta đi xe máy lên con dốc thẳng đứng thì thật sự luôn là những cái cảnh tượng đấy gần như là anh em mình chỉ thấy ở trên những cái video
mà chưa bao giờ thấy ngoài thực tế. Thì em đây cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy. Nãy em đã nhìn thấy một lần rồi, nhưng mà cái dốc kia nó không thẳng đường thẳng tuột như lúc này. Ghê lắm anh em ạ, thật sự rất là ghê. Xe này mát lắm anh em ạ. Đây, đấy. Lát nữa đi xuống thì chắc chắn là một cái cảm giác rất là thú vị đấy. Cho mấy cái trước đi. Đây nhắn nhá. Đi tít từ dưới những cái nhà dưới kia lên đây anh em nhé. Thì anh em biết được độ cao như thế nào chứ. Đi tít từ những cái nhà ở dưới kia kìa. Nhà ở dưới kia này, khu đấy. Không biết là anh em có thích những cái video như thế này không. Nếu như anh em thích thì bọn em sẽ thường xuyên em sẽ thường xuyên đi theo bác tài xế chuyển máy để quay cho anh em những cái video như thế này. Bởi vì bọn em chuyển máy khắp mọi miền Tổ quốc và đi lên vùng cao rất là nhiều, nhưng đây chính là lần đầu tiên em quay những video như thế này cho anh em xem. Đấy. Bà con nông dân ở trên này chỉ toàn đi xe máy lên đồi như thế này thôi, và em phải nói là quá giỏi, quá siêu luôn. Em thấy anh đi xe máy em ghê. Ghê quá. Đây, toàn bà con chạy xe máy lên dốc. Ghê lắm anh em. Thật sự. Thì lát nữa bọn em sẽ để máy ở trên này và ngồi xe máy anh đi xuống núi. Thì chắc là lát nữa xuống núi thì em sẽ quay qua một chút cái cảnh xuống. Thật sự. Đối với những anh em nào ở trên vùng cao mà thường xuyên đi những cái cảnh này thì không nói, nhưng mà chắc là sẽ rất là nhiều bác. Chắc là sẽ rất là nhiều bác ở vùng đồng bằng thì không biết được những cái cảnh như thế này đâu. Em còn nổi hết cả da gà luôn anh em ạ. Thật sự. Đối với việc leo đồi thì dù quãng đường nó có ngắn nhưng mà cái dốc nó cao thì vẫn mệt anh em ạ. Rồi giờ một con ốc này. Chiếc Kubota L4018BN mới tinh anh em. Phay thì là phay bãi 80%. Còn mới 80%. 70-80%. Và móc. Và xúc lật bãi. Cái chảo thì cái chảo mới tinh. Đấy. Trên này thì gần như là bà con trồng ngô. Gần như bà con trồng ngô. Và ở vùng đất trên này thì được công ty dược liệu Thái Dương. Công ty Thái Dương sử dụng để trồng dược liệu anh em ạ. Mát Thái à? Cái nào? Mát lắm anh em ạ. Ở trên này rất là mát luôn. Thật sự. Thích thật. Thank you.
làm về à? Các bác đi làm về à? Đi trên cao như này xuống không sợ à? Không sợ thì đi. Quen rồi không sao. Nhìn ghê quá. Nhìn ghê quá. Thôi chào tạm biệt nha. Người dân người các bác nông dân ở trên này, anh em nông dân ở trên này là đi quen rồi. Mình lần đầu tiên được xem được thấy bằng mắt thường, chưa nói là mình đi nhé, là mình đã thấy ghê rồi. Tạm thời em sẽ ngừng video một lát để em uống một chút nước anh em nhé. Đi bộ từ dưới kia lên cũng rất là mệt rồi. Như vậy là anh em Hải Sơn đã lên được trên đồi, mang được máy lên đồi. Đầu tiên thì nó được mấy lớp anh nhỉ? Bây giờ thử lát nữa hướng dẫn anh. Lát nữa sẽ hướng dẫn anh. Giờ sẽ thử trái phanh xem ra. Đúng rồi. Nói chung là nông sâu là tùy hình thôi. Anh lại anh dẫn xem. Tơi luôn. Đất trên này thì không quá cứng nhỉ. Không phải cứng. Tơi luôn anh em. Tơi luôn. Cuối cùng đã ở đây chính là vùng đất mà công ty Thái Dương lựa chọn để trồng thảo dược. Đất thì đất màu đen này nhìn là thích nhỉ. Bà con nông dân vùng cao vừa mới đi làm về. Đấy, đây anh trưởng bản. Hải Sơn rất là cảm ơn công ty Thái Dương đã tin tưởng Hải Sơn. Máy này thì ở ngoài thị trường rất là nhiều công ty bán, tuy nhiên là công ty Thái Dương đã tin tưởng Hải Sơn và lựa chọn dịch vụ của Hải Sơn cũng như là chất lượng của Hải Sơn nên nó làm sao. Cô con lái máy cày không? Cháu lái máy cày không? Cháu nhỏ lái máy cày không? Lái máy cày nhá. Lái máy cày không? Lái máy cày nhỉ? Có lái máy cày không? Có lái cái máy này không? Có lái nhá. Lên ngồi đi, xin chú ngồi đi. Xin chú ngồi đi. Xin chú ngồi đi. Rồi, con đi ra đây, con đi ra đây. Máy này được lắp xúc lật phay cũng như là cây chảo nha anh em. Thì phay và xúc lật thì là đồ bãi 70-80%, còn máy là máy mới và cây chảo mới anh em nhé. Không biết anh em mình nhận xét đất ở đây như thế nào thì em thấy đất ở trên này khá là tơi cũng như là khá là đẹp. Màu đất thích quá. Màu đất nâu. Như vậy là cũng không hẳn là ở đồng bằng mới có đất tơi xốp anh em nhỉ. Đi thì mới biết được, trải nghiệm thực tế thì mới biết được. Đấy. Đây là anh trưởng bản, anh đang quay video lại. Anh chịu trách nhiệm là nhận máy cho công ty Thái Dương bởi vì là chưa có nhân viên nào của công ty Thái Dương lên đây, vẫn đang ở Hà Nội hết. Và anh ấy nhé là trưởng bản Mường Do, anh sẽ nhận máy. Anh sẽ nhận máy cho công ty Thái Dương. Đá.
cao quá, hùng vĩ quá anh em ạ. Việt Nam mình hùng vĩ quá. Có đi đâu về đây? Chăn trâu à? Ừ. Chăn trâu ở đâu? Ở đây. Thế không cho trâu về à? Không. Nó trộm mất làm sao? Ai trộm được? Không, không ai ăn trộm được à? Không. À. Ở đây có ma rừng không? Có chứ. Thật à? Thật chứ. Thế làm sao mà tránh được ma rừng nhỉ? Có thầy chứ. À, có thầy à? Ừ. À. Thầy đây à? Ừ. Đây là thầy à? Anh thầy nhà của thầy dưới kia. Ừ. À. Có thầy chứ. Có thầy nhỉ. Nhưng mà mình ở đây là trồng gì? Trồng ngô thôi chứ. Trồng ngô, trồng sắn, trồng chanh leo nhỉ. Không trồng lúa đúng không? Có thích cái máy này không? Hay là nhìn sợ. Đây, đây là công ty dầu gội đầu Thái Dương. Đây, các thực phẩm chức năng Thái Dương người ta lên đây người ta trồng được rượu. À, người ta mua cái máy này. Đúng rồi, người ta mua cái máy này để lên canh tác đất làm được không? Có cho không? À, nhà bà là không cho được đúng không? 2-3 năm nữa mới cho. À. Ừ. Vẫn cho rồi, lấy tiền rồi nhưng mà để cho bà làm 2-3 năm nữa. À. Ừ. Chồng bỏ cho con trâu ăn. Được bao nhiêu tiền? Ít thôi. Ít là bao nhiêu? Mấy trăm triệu. Hơn chục triệu thôi á. Bán rẻ thế. Bán rẻ quá. Sao lại bán rẻ quá? Bây giờ mới không muốn cho. Xúc lật anh em nhé. Đây. Đây. Xúc lật. Lấy cái dây nó ra nè. Không được. Xúc lật anh em nhé. Xúc lật cho anh em xem đấy. Bà nấu cơm chưa? Nấu cơm rồi à? Thế hôm nay ăn cơm gì? Cho cháu ăn với được không? Ăn được chứ. Có cho ăn không? Có chứ. Bắt tiền không? Có biết được. Biết được bà. Bà có bao nhiêu con trâu? 2-3 con đấy, ăn ở đây. 2-3 con nhiều thế nhở? Thích thế. Ở trên này mát nhở? Có đi xuống vùng xuôi chơi không? Xuống Hà Nội chơi không? Xuống thủ đô chơi. Vừa mới lắp xong cây chảo thì bây giờ sẽ tiến hành chơi thử cây chảo cho anh em. Cháu đang 50 cây như này đi cho về.
Cái chào. Cái này sợ đủ đá nó có vướng không? Dạ. Có cày không? Đá to thì cũng không biết hả anh. Đá to ấy. Sẽ đá to thôi. Con quay lại nó cày thế nào? Quay lại nó cày nó cày vòng tròn đi nhỉ cái này nhỉ? Đây. Cày thì cày cho anh xem đi. Cái cây vòng tròn, cái cây lượn ra ngoài ngoài này vào đúng không? Đây. Hình như là bên bên này hơi thấp sao? Thế nào? Hơi cao. Cái này mình chỉnh được mà. Chỉnh được. Vâng. Đấy là nó về, thế nhưng mà về một bên thế. Đúng không? Đúng rồi. Đúng yêu cầu, đúng hiệu quả chưa? Cũng không cần thiết lắm. Bằng 2 lượt. Bằng 2 lượt. Cái này mình hạ nông sâu được chứ không? Hạ nông sâu được. Sâu được không? Điều chỉnh được. Cũng không sợ lắm đâu. Một lúc tôi làm được ngay cái máy này. Anh chạy máy này bao giờ chưa? Chưa làm đâu, mới bảo tôi cô này làm hay, này. Hay mua con chạy đi. Có mua không? Con này tầm vài tiền đâu này. Con này cũng không rõ này. Này là đi chậm. Để đi coi xem sợ nhất vào đá. Kinh nhỉ. Đấy. Con này là thủ hết phay xúc lật cày. Để anh em xem trên máy L4018. Máy mới. Nó vẫn chạm sức rồi. Đây là toàn bộ vùng đất ở trên này thì công ty Thái Dương người ta sử dụng để sản xuất dược liệu anh em ạ, để trồng dược liệu thì lựa chọn máy của Hải Sơn. Cảm ơn rất là, một lần nữa là em xin cảm ơn công ty Thái Dương. Chắc là video em sẽ tạm dừng ở đây và em sẽ bắt đầu xuống núi trở về nhà để tiếp tục những công việc, tiếp tục công việc lắp ráp máy cho anh em bà con. Nếu như ai yêu quý máy nông nghiệp Hải Sơn thì đăng ký và chia sẻ cũng như là like video này, và cảm ơn quý bà con nông dân đã theo dõi video. Em xin chào tạm biệt mọi người nha, chúc mọi người một ngày vui vẻ. Bye bye mọi người. Những rất đẹp quá. Trên này vừa yên bình, vừa mát mẻ và thoải mái. Rồi, chào tạm biệt bà con nhé.